Quay em. Tôi, phóng viên Nguyễn Thị Đơ, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyền hình Lotte Mart Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ có những bản tin đáng chú ý sau đây. Thôi vô. Đây là một số trường hợp bạn thường bắt gặp trong siêu thị. Ánh hóng gió, một thanh niên bị phóng viên bắt gặp khi đang dạo mát trong siêu thị. Đi đâu dữ vậy? À, đi hóng mát. Hóng mát hả? Ừ. Đi ra. Đi. Mát không? À, cũng mát. Mát thì mua giùm ta đi ba. Đi hoài mua. Ở sân sale, người dân đang truy lùng những mặt hàng sale lớn trong siêu thị Lotte Mart. Chị coi gì? Đi sân sale bác ơi. Đâu? Nè. Rẻ không tưởng. Tính đồ siêu thị, các bà nội trợ đang cố gắng tiết kiệm khi đang mua đồ trong Lotte Mart. Cái gì mà nặng không biết nữa. Ơi. Mua cái gì dữ vậy chị? Em hỏi cái gì? Chị mua cái gì? Em phát mặt em phỏng vấn chị. Đang nặng mà bực bội. Hỏi cái gì? Em hỏi cái gì? Bà hỏi xí người. Cưng biết thành viên Lotte được gì không? Biết chứ. Là được tích điểm 1%. Ủa. Em biết hôm nay là ngày thứ 3 không? Ngày thứ 3 là ngày gì? Là ngày Tomato Day. Tomato Day. Wow. Tomato Day, giá ưu đãi tích điểm nhân 3. Còn bây giờ em phụ chị đẩy đồ xuống tích điểm cho chị nha. Dạ. Ủa em gái. Phụ chị. Cưng, xuống phụ chị nhanh lên. Gì kỳ vậy? Em gái. Một năm thanh niên dành cả thanh xuân để chọn đồ tại siêu thị Lotte Mart Việt Nam. Anh ơi. Chuyện gì? Anh đang tìm gì vậy? Tôi đang lượm mì đó con. Mì gì nè, con lại đây chỉ cho coi. Ở đây mình có mì Việt Nam nè, mì Quốc nè, mì Nhật nè. Qua đây. Ở đây mình có mì loại mì sợi lớn nè, mì sợi nhỏ nè, mì Doraemon nè. Ba mì. Nè anh, ba mì này cũng ngon nè. Không, cái này được. Không được, không được. Mì lẩu nấm nè, mì lẩu nấm vô cay nè. Trời ơi, đang lượm mì. Nè anh có mì. Không được. Kêu đi về đi hết giờ là rồi, hết tiền rồi, hết luôn rồi. Đừng. Mì gì bi nè. Mì chua cay nè, mì bò nè. Được không anh? Đừng anh đừng. Mì bò nè anh.